Hôm nay thì cô sẽ demo cái phần cuối nha các bạn, đó là phần quản trị admin ha. Thì một số cái nhắc cho các bạn cái phần admin ha, các bạn thường sẽ bị nhầm chỗ này. Cái trang thông thường khi các bạn làm web hay làm ứng dụng ấy mà các bạn có cái thông tin cho khách hàng ấy, ví dụ như một số cái ứng dụng kiểu như này nè, thường các bạn sẽ làm web nè hoặc là ứng dụng ha, cái app mà những cái dạng app nó dạng như thế này nhá. Bán hàng online, đọc báo, news á ha, news đó, tin tức hay là nghe nhạc vân vân, những kiểu mà hoặc là xem phim rồi tất cả những cái này, những cái mà web là cái app mà kiểu như này á, thì bao giờ nó cũng có hai phần ha các bạn, gồm hai phần. Một phần dành cho người dùng, một phần dành cho admin, quản trị. Đấy. Thì cái app của ta ở đây, ta có cái app ta đang làm ấy, các bạn sẽ thường sẽ mô tả người dùng làm được cái gì. Ví dụ nếu các bạn bán hàng online ấy, thì các bạn thường sẽ có đăng ký nè, đúng không? Đăng nhập nè, đúng không? Đổi thông tin người dùng nè, đúng chưa? Đổi mật khẩu nè, log out này, lấy lại mật khẩu nè. Đó, kiểu như vậy. Kiểu như vậy. Rồi log out nè, đăng xuất nè. Đó là quản lý người dùng. Thì người dùng người ta có quyền làm như này. Còn nếu các bạn làm phần quản trị ấy, thì các bạn sẽ lưu ý cho cô một số như sau nè. Các bạn có đăng nhập nè, đổi mật khẩu nè, đăng xuất nè, được chưa? Có thể là lấy lại mật khẩu hoặc là reset lại mật khẩu, vẫn có thể lấy lại mật khẩu. À, còn cái phần mà đăng ký thì sao? Cái người dùng không có, các bạn làm admin không có phần đăng ký ở ngoài, mà các bạn không được tự đăng ký, mà phải có cái người họ có quyền họ thêm các bạn vào hệ thống, hiểu không? Đấy, nó phải thường sẽ có cái phần là quản lý người dùng, là gồm thêm người dùng, thêm, đúng không? Đấy, reset mật khẩu đó, sửa cũng không sửa, thêm sửa xóa, được thêm thì cho phép được sửa, xóa, reset mật khẩu. Thì cái này thêm là gì? Thêm cái người dùng để đăng nhập vào hệ thống admin. Các bạn có hai hệ thống nhé, hệ thống dành cho người dùng và hệ thống dành cho admin. Nếu như hệ thống admin mà các bạn được đăng ký thì cái đấy không còn là admin nữa. Cái hệ thống quản trị mà các bạn giống như hệ thống của nhà trường mình ấy, mà ai cũng vào đăng ký để vào được, cái đâu phải là hệ thống của trường mình. Các bạn thấy là sinh viên của trường mình, các bạn được cấp một cái username và pass, đúng không? Chứ các bạn đâu phải vào đăng ký để các bạn đăng nhập vào hệ thống của cái Apple. Vậy thì hệ thống của mình nó loạn mất à? Đúng không? Hiểu không? Đó. Còn nếu như các bạn mà bán hàng thì đương nhiên người dùng có quyền đăng ký, phải đăng ký có user các bạn mới mua được hàng, đúng không? Mới được hưởng ưu đãi hay là có thể xem được đơn hàng vân vân, đúng không? Còn nếu các bạn không đăng ký xong mua được hàng. Đấy, đó là sự khác nhau giữa người dùng và admin. Thì các bạn thường nhầm cái này nè, là các bạn cho người ta đăng ký luôn. Không phải, admin không được quyền đăng ký, mà phải có một cái người họ có quyền, họ cấp cho các bạn. Giống như các bạn sẽ có một hệ thống của mình, là hệ thống có cái hệ thống IT, họ sẽ cấp account các bạn. Kể cả giảng viên, cô cũng không có quyền cô tạo account của cô nữa, phải có người khác tạo, cô chỉ vào thôi. Nếu cô sai mật khẩu ấy, cô bị lỗi thông tin thì cô phải liên hệ với người ta để người ta sửa lại cho mình. Hiểu không ạ? Mình không hề có quyền luôn. Mình chỉ có quyền ở trên cái khu vực cái phần giảng viên thôi. Có quyền điểm danh, có quyền những cái quyền khác. Hiểu không? Nhập điểm những quyền khác. Được chưa? Ok. Thì cái hệ thống của mình ở đây ấy là hệ thống quản lý sinh viên. Thì đương nhiên nó không có phần người dùng, mà nó chỉ có phần cái phần này thôi, phần admin thôi.
tức là người có quyền thì người ta mới vào được hệ thống, cho nên là được cái phần này cũng không có phần đăng ký. À, tuy nhiên cái phần quản lý người dùng này thì tạm thời cô cũng chưa làm, tại vì làm nó nhiều lắm, cũng phải thêm sửa xóa người dùng nữa. Nhưng mà đương nhiên làm thì được, nhưng bây giờ cô chỉ giới hạn cô làm cái phần là cô chỉ tạo một cái bảng có hai cái trường duy nhất thôi, đó là trường username và trường password, hiểu không? Trường username và trường password đó, đấy, trong phạm vi cái môn học này nhá, Android cơ bản à. Thì tôi chỉ tạo một cái bảng gọi là bảng admin hoặc là bảng user thường để cho người dùng, hoặc quản trị đi ha, quản trị hoặc là admin, gồm hai trường thôi, username và password đó. Và cô nhập sẵn cái dữ liệu là admin để các bạn vào, admin 123 gì đó các bạn vào. Và ở đây là cô không có thêm sửa xóa cái người dùng, không có làm, nhưng các bạn làm được nhá, làm được, nhưng mà cái này cô không có làm, không demo, cô chỉ demo là đăng nhập và đổi mật khẩu thôi. Còn cái thêm sửa xóa người dùng thì nó giống thêm sửa xóa lớp học và giống thêm sửa xóa sinh viên nhá, nó giống nhau, các bạn chỉ cần copy ra là xong, đúng không? Đó, làm tương tự. Còn ở đây cô chỉ giới thiệu làm một phần thứ nhất, lưu mật khẩu thì làm rồi đúng không, cái này là đăng nhập, cái hai là đổi mật khẩu chưa đấy. Thì bước thứ nhất là cô phải tạo vào cơ sở dữ liệu để cô tạo cái bảng này đã. Đấy, các bạn vào đây nhé, vào cái database DB Helper nè, các bạn nhớ đây là database nhé, các bạn thường các bạn quên tên database là đây này nhá, hỏi database đâu các bạn không biết luôn. Rồi tạo bảng, đây là bảng lớp, bảng sinh viên, và bảng tiếp theo cô chính là bảng cô có bảng này trên này hơn, bảng này là bảng quản trị ha. Cái này là các bạn để là quản trị, đây là username, tag primary key, password cô cũng để tag luôn. Xong cô insert thêm dữ liệu vào, các bạn nhớ cái dòng này, cô insert dữ liệu vào, cô lệnh insert into, cái này là quản trị, giá trị đầu tiên của cô là admin. À, password các bạn để 123 đi á. Đó, các bạn có thể thêm vào một vài cái nữa tùy nhá, được thêm, nhưng mà chỉ có không có sửa xóa ở trong cái ứng dụng thôi nhá. Đấy, ví dụ các bạn thêm cái nữa, như là cô để cái này admin, cô để admin đi, cái này giờ giả sử cô để là Hưng TT đi, được chưa? Rồi cô đã tạo xong database. Thì bây giờ nè, database này nó chỉ thực thi khi nào? Khi mà các bạn run chương trình lên nó chạy. Thứ hai nữa nè các bạn, khi các bạn chạy cái database này nó chạy một lần rồi, thì lần sau các bạn sửa bất kỳ trong database này thì nó sẽ không cập nhật vào cái app đâu. Cho nên là các bạn phải gì đấy ạ? Xóa cái app này đi. Cái app của ta LT mã số sinh viên cái này đúng không? Mình xóa cái app này đi. Các bạn vào đây nè, các bạn uninstall cái app này đi. Đây, đây, thì các bạn chạy lại thì nó mới có hiệu lực, cái database này nó mới được tạo ra, hiểu không ạ? Nhớ nha, khi các bạn có bất kỳ sự thay đổi nào trên database DB Helper, các bạn phải uninstall cái app các bạn đi, các bạn mới chạy lại thì nó mới có tác dụng nha, không thì nó không chạy đâu. Ok, rồi bây giờ cô sẽ quay lại cái bây giờ chạy lại nhá. Đây, bây giờ cô sẽ vào cái anh login để cô thực hiện cái đăng nhập. Cô vào cái login để cô thực hiện cái đăng nhập. Ok,
À, bây giờ nè, cô sẽ viết một cái hàm. Đây, cái này lưu thông tin làm rồi ha. Rồi cô sẽ viết một cái hàm khi đăng nhập. Nó lưu mật khẩu. Nó check. Nó sẽ check khi cô nhấn nút đăng nhập này nè. Nó sẽ kiểm tra trên database. Đúng không ạ? Nếu có thì nó mới trả về là true, không có nó trả lên về là false. Thì tôi sẽ viết một cái hàm. Đấy. Tương tự thì cô sẽ viết một cái hàm là người dùng DAO chẳng hạn, hay là quản trị DAO đi ha. Đây, viết một cái hàm. Hàm thứ nhất là check login. Public boolean. Check login. Return à, tạm thời các bạn để return true. Các bạn truyền vào username và password, hoặc các bạn truyền cái user vào. User. À, cái user này chưa có các bạn. Cái này là một cái gì đấy ạ? Một cái mô đồ. Giống như là cô lớp học DAO. Cô truyền cái lớp học vào đây. Truyền cái đối tượng này vào để tôi kiểm tra. Đúng không ạ? Truyền đối tượng này. Tôi check user này có không? Tôi truyền hẳn cái user vào. Nhiều bạn, một số bạn có thể truyền username hoặc và password vào để kiểm tra. Tại vì tôi truyền đối tượng user, tại vì trong user này có cả username và password luôn. Đấy, tôi sẽ tạo một cái mô đồ là user. Trong này cô sẽ tạo một cái trường gọi là private string username, private string password. Ok. Các bạn cũng generate constructor hai đối số, constructor không đối số. Các bạn generate ra getter xong. Cái này các bạn import vào là nó hết lỗi. Ok, import nó vào hết lỗi. Rồi, bây giờ ta kiểm tra nè. Cô phải mở cái DB Helper nhá. Thì tương tự như là DAO, cái lớp học DAO thôi. Ở đây cô tạo ra một cái constructor DB Helper, constructor là public, quản trị à. Context. Đó, các bạn có helper sẽ gắn bằng new db helper. Cái này để là context vào. Ok. Rồi, các bạn check login nào. SQL line database sẽ gắn bằng là helper.get read able. Rồi các bạn truy vấn thôi. db.raw query. Câu lệnh truy vấn của ta là select sao from bảng quản trị. Where. Đấy, các bạn có thể ghi trực tiếp vào đây. Username bằng chấm hỏi and password bằng chấm hỏi. À, hoặc các bạn có cách thứ hai là các bạn đây, cái này truyền đối số vào. Các bạn có cách thứ hai là các bạn gì ạ? Kiểm tra username trước, nếu có tôi mới kiểm tra password. Hiểu không ạ? Cái này là tôi kiểm tra đồng thời cả hai cái. Thì nếu username đúng, password sai không được. Username sai, password đúng không được.
Nhưng mà tôi có một cái trường tình huống thứ hai, tức là tôi bảo lỗi từng cái một ấy. Thì tôi ví dụ như là nếu như username mà đúng thì tôi mới kiểm tra password, nếu không thì tôi báo là username nó sai, đúng không ạ? Nhưng mà không cần thiết ha, tôi để hướng các bạn biết có nhiều cách như vậy thôi. Thì ở đây tôi để cái này là đối số truyền vào, đây có nhà raw query nè, rồi cái này là argument đối số này, đối số nè, new string nó là một chuỗi, nó là mảng. Đối số thứ nhất sẽ là user chấm get username phẩy user chấm get password, đấy có nghĩa là nó sẽ lấy cái username nó gán vào cái chỗ chấm hỏi này, nó lấy chỗ password nó gán vào chỗ chấm hỏi này, cái này gọi chỗ chấm hỏi gọi là tham số parameter, còn đây là mảng, cái này được gọi là mảng các cái parameter đấy. Cái này là cách tạo mảng thôi, new string trong đấy để hai giá trị ở trong dấu nhọn này, để là tạo mảng, và kiểu của mảng là chuỗi, nó bắt buộc phải là chuỗi. Nếu các bạn là đối số khác thì các bạn phải ép kiểu, nếu là kiểu date các bạn phải ép kiểu sang kiểu chuỗi, hiểu không ạ? Ok rồi. Cái này là tôi gán cho cơ sở set bằng đấy, cơ sở con trỏ chưa, tôi gán ngược lại cho con trỏ. Thì bây giờ ta kiểm tra nè, nếu như con trỏ này mà cái đồ lớn của nó là lớn hơn không có nghĩa là nó có, còn nó nhỏ mà không là không có. Đồ dài của nó đó, if các bạn ghi là if cursor chấm get count cái này nhỏ hơn hoặc bằng không thì cái này các bạn return phone, còn không thì các bạn sẽ return true. Nghĩa là cái con trỏ này nè mà nó rỗng thì trả về là, tức là không có gì đúng không, câu lệnh truy vấn này không trả về kết quả gì thì trả về là phone, được chưa? Đó các bạn thấy không, câu lệnh nó đơn giản như vậy. Rồi bây giờ trong cái login này tôi sẽ làm như sau, tôi viết được cái hàm check login rồi tôi sẽ kiểm tra ở trong cái chỗ này, nhìn nha. Bây giờ nè, tôi sẽ check là nếu như đăng nhập thành công thì tôi mới lưu, đăng nhập không thành công tôi không lưu nữa, đúng không ạ? Thế rồi tôi có một cái mèo cho các bạn nữa nè, tôi sẽ có một cái biến để tôi lưu thông tin của cái username và password này xuyên suốt luôn, đúng không ạ? Để làm gì? Để khi tôi login vào, tôi login vào thì tất cả những cái trang tiếp theo đây nè thì nó sẽ hiển thị username ở đâu đây, hiểu không? Ok, ví dụ như bạn mà tôi là ai, tôi đang truy xuất vào hệ thống nè, giờ tôi vào tôi thêm mới thì cũng thấy tên của tôi ở trong cái hệ thống này, ví dụ như vậy. Cái này làm chưa, mã số sinh viên chưa làm à? À, cái này chưa làm, cái này hình như làm rồi nè. Đây, cái tên tôi hiển thị ở góc, hiểu ý không ạ? Ok rồi, đây là gọi là biến toàn cục nha. Cái biến này tôi đặt bất kỳ ở đâu, bởi vì tôi đặt nó là public static void main, public static, à cái biến của tôi là biến user, tôi đặt tên là user, đầu tiên tôi gán nó bằng null. Biến này là biến static nè các bạn, static là gì, bất kỳ file nào cũng nhìn thấy nó, đúng không? Ok, bất kỳ file nào cũng nhìn thấy nó. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái công việc như sau, if đây tôi sẽ gán cái này, tôi tạo cái user, sẽ gán user, sẽ gán bằng new user, cái này là username phải password chưa, if
cái đao đao tàu chưa, quản trị đao chưa tàu đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo quản trị đao, quản trị đao, đao quarter, quarter đao đi. Đấy các bạn, để quản trị đao này bằng new, quản trị đao đưa cái context vào, context của ta sẽ là login activity chấm dit. Cái này là các bạn học thuộc nha, làm nhiều rồi chưa. Rồi tôi lấy nè, nếu mà cái quản trị đao này chấm check login đưa cái user vào, nếu cái này mà trả về true thì tôi sẽ lưu cái thông tin check in, đồng thời tôi gán cái user, tôi gán bằng cái user của cô, xong cô mới toss ra thông tin là đăng nhập thành công. Còn ngược lại, còn ngược lại tôi sẽ toss ra cái thông tin là thất bại. Ok đó, thì nếu như đăng nhập thành công thì cô mới chuyển activity, còn đăng nhập thất bại thì không chuyển mà nó vẫn ngồi ở tại một chỗ. Thấy chưa? Ok chưa? Đăng nhập thành công thì tôi sẽ lưu thông tin nè, tôi gán cái biến này nè, toss ra thông báo nè, và sau đấy tôi chuyển sang activity khác. Còn đăng nhập thành thất bại thì nó không làm gì cả. Được chưa? Rồi bây giờ ta test cái anh này. Đăng nhập thất bại là tôi không có vào, được chưa? Cũng không được lưu thông tin luôn. Đó. Rồi bây giờ không để gì cả, tôi đăng nhập luôn. Nó bảo thất bại chưa? ABC, ABC 1, 2, 3 gì đó. Đó, đăng nhập cái thất bại chưa? Rồi bây giờ tôi để admin, admin nè. Tôi check nè, lưu thông tin nè, đăng nhập nè. Được chưa? Rồi, Hương TT 1, 2, 3 nè. Đấy, nó lưu lại thông tin nha. Hương TT nè, 1, 2, 3 nè, đăng nhập nè. Rồi, văng. Từ từ, văng cái gì? Ủa? Bị gì kỳ vậy? Khoan. Ờ. Rồi. Ô, cái máy ảo tôi bị gì rồi? Rồi, cài giật rồi. Rồi, chờ xíu nha. Máy ảo bị đai rồi, từ từ. Đăng nhập rồi. Được chưa? Ok chưa? Hạn chế cho nó dùng cái nút back nha. Cái nút back thì ra là nó không có lời đâu nha. Back đi back lại là nó lỗi ạ. Tại vì khi back á, là nó gọi, khi gọi back xong rồi gọi ngược lại chỉnh nó. Tại vì khi tôi back là cái activity đấy nó chưa finish, đúng không ạ? Đấy, các bạn phải xử lý cái chỗ back này. Rồi, ok. Rồi, được chưa? Đơn giản như vậy thôi. Khi back cái là cái này đâu được finish đâu. Nhưng các bạn gọi đi gọi lại nhiều lần nó lỗi. Tốt nhất là hạn chế cái back mà có cái nút đóng ở trên này nè. Nút đóng hoặc nút back phía trên. Rồi ok, xong cái phần đăng nhập. Giờ tôi tắt đi nha. Chạy lại nè thì nó vẫn ra được cái tên, cái username password đó luôn. Được chưa? Ổn chưa? Rồi bây giờ đến phần thứ hai là đổi mật khẩu này các bạn. Các bạn nhìn nè.
Đổi mật khẩu thì nó sẽ phải có 3 trường. Trường thứ nhất là các bạn phải nhập mật khẩu cũ để nó check xem mật khẩu cũ có trùng với trong có đúng ở trong database không. Thì ở đây các bạn nhìn nè, cô sẽ không mất công cô truy vấn lại trong database nữa, bởi vì tôi đã lưu ở đây rồi các bạn nhé. Tôi đã lưu vào biển user này rồi, username và password tôi lưu vào đây rồi, thì tôi sẽ không mất công tôi kiểm tra trong database nữa. Tôi chỉ kiểm tra trong biển này nó có trùng với trong cái biển user tôi đã lưu không. Nếu trùng thì có nghĩa là mật khẩu tôi đúng. Có hiểu không ạ? Này, tôi nhắc lại nào. Để kiểm tra, cái đầu tiên các bạn phải kiểm tra mật khẩu cũ này có đúng không. Theo nguyên tắc là tôi sẽ phải kiểm tra là cái username của tôi vào database nha, username có trùng không. Với username như vậy, username tôi đã lưu như vậy thì mật khẩu có đúng không. Nhưng thì các bạn nếu không, bạn không lưu lại username thì tôi sẽ không biết username của tôi là gì, tôi đang vào cái username nào. Hiểu không? Hiểu không ạ? Nếu bạn không lưu lại thì tôi đâu biết là tôi đang vào username nào. Đúng không? Cho nên bắt buộc một cái nguyên tắc thứ nhất là các bạn, khi các bạn log vào các bạn phải lưu lại cái username để tôi biết là tôi đang vào username nào. Hiểu không ạ? Hiểu chỗ này không? Tức là khi tôi đăng nhập một cái, đây, khi tôi đăng nhập một cái thì tôi phải lưu lại cái tên của tôi để tôi biết là tôi đang vào với cái username nào. Không thì các bạn không có cách nào để xác định hết. Cô hiểu không? Ừ. Ngồi không chơi game như mặt ông cứ đơ đơ đơ. Huỳnh ạ, Huỳnh ạ. Thế à? Khá, vậy khá hay chơi game. Không được. Không à, không phải thôi. Không phát rồi. Hiểu chỗ này không đã? Thực ra cái này không phải ai cũng hiểu đâu. Đến khi các bạn làm thực sự mà các bạn cảm thấy không có cái biển đấy, không biết lấy đâu ra, các bạn hỏi thì các bạn mới biết là nó có ý nghĩa vậy. Còn giờ chỉ như bạn cứ ở lơ mơ vậy cũng không biết là nó như nào. Hiểu không? Ông giàu này ông trầm tĩnh dễ sợ. Được chưa? Phải lưu lại. Và tôi lưu ở biển nào? Tôi lưu ở biển user này các bạn nè. User này tôi để gì ạ? Để static. Để static thì ở đâu các bạn cũng nhìn thấy. Đấy, cái đây là cái mấu chốt đấy. Cái này cực kỳ quan trọng đấy. Chưa? Rất là quan trọng nè. Đấy, và tôi lưu cái này vào. Ok. Sau đấy nè, các bạn nhìn nha, trong đổi mật khẩu nè, tôi đã lưu rồi đó các bạn. Tôi lưu user rồi, cả username và password luôn. Với trong đổi mật khẩu các bạn nè, change password đây. Các bạn viết, các bạn check trước nha. Đây đây tôi sẽ trong cái quản trị down, tôi sẽ viết một cái hàm là check password cũ. Mà khỏi viết ở đây cũng được. Viết ở đây cũng được luôn. Public boolean check all password. Check password cũ. Đây nè. Return true. Tức là cứ return đúng đi, khi nào sai thì tôi return false là được. Hiểu không? Các bạn thấy code nào? Return true nè, nếu mà sai thì return false, nếu không sai thì nó sẽ rơi vào đấy. Hiểu không ạ? Là đúng. Rồi nhìn nào. Đối số của tôi truyền vào, tôi sẽ truyền cái gì ạ? Truyền cái user, hoặc thậm chí user bây giờ tôi chả cần truyền, tôi vẫn lấy được. Tôi truyền cái mật khẩu cũ vào, string old password. Bây giờ các bạn thấy nó rất là thú vị đấy này. Tôi kiểm tra nè. Thực ra là đúng ra về nguyên tắc á, về nguyên tắc các bạn phải kiểm tra như này nè. Lấy ra cái username, sau đó các bạn mới check trong database DB xem cái pass của username đó. Có
đúng hay không. Tức là phải kiểm tra database, nhưng bây giờ cô không cần kiểm tra database, bởi vì gì ạ? Tôi đã lưu username và tôi đã lưu pass rồi. Hiểu không? Tôi đã lưu username và lưu pass rồi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ lấy ra nè. User. User sẽ gán bằng nè. Username của tôi đổi để trong log screen activity. Chấm. User. Được chưa? Nó có rồi. Bây giờ tôi chỉ lấy cái pass. Thực ra lấy pass thì lấy sao? Đây nhìn nào. Pass có phải là chấm gì đấy ạ? Get gì đấy ạ? Get password. Thì đây tôi đổi là gì đấy ạ? String password. Tôi đổi lại đi ha. Lấy ra được pass của nó chưa? Rồi, tôi kiểm tra cái old password và pass này có bằng nhau hay không. If old password chấm equal không được ignore case. Ignore case là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Còn equal này là có phân biệt chữ hoa chữ thường. Cái này là pass thì bắt buộc phải phân biệt chữ hoa chữ thường. Equal cái password. Nếu nó như thế này thì đương nhiên là nó trùng đúng không ạ? Bây giờ không trùng thì nó sẽ là phủ định của nó đúng không? Chấm than. Nếu mà phủ định của nó tôi sẽ return phone. Xong, vậy thôi. Rất ngắn gọn đúng không? Rất easy, được chưa? Đấy. Rồi các bạn nhìn nào. Ở bên này đổi password thì đầu tiên tôi phải check nè. Trước tiên là các bạn vào cái layout. Trên password nè. Chúng ta cần lấy ba cái thành phần của nó. Đúng không? Trên password nè, tôi lấy nè, mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu và hai cái button đúng không? Bây giờ tao sẽ tham chiếu từ mấy anh này nè. Tham chiếu tôi sẽ có ba cái edit text là mật khẩu cũ old password, mật khẩu mới new password và mật khẩu nhập lại là repassword. Được chưa? Button. Button. Ta sẽ có hai button. Button là đổi mật khẩu. Button thứ hai là nhập lại. Rồi. Rồi tôi tham chiếu nè. Tương tự thôi cái này các bạn. Old password. File view by dr.id. txt old password. Rồi copy thôi các bạn nha. 2, 3, 4, 5. Cái này là new password. Cái này là new password. Cái này là repassword. New password, repassword. Rồi button ta là button đổi mật khẩu. Button đổi mật khẩu. Button nhập lại. Button nhập lại sinh viên, nhập lại. Không biết là cái gì, các bạn để cho đúng nha. Đừng để sai. Cái này là nhập lại ha. Rồi. Sau đó này các bạn để đổi mật khẩu nè. Butter đổi mật khẩu chấm set on click listener new on click listener. Ok. Rồi các bạn kiểm tra nè. Nếu như cái mật khẩu này sai trả về phone, tức các bạn yêu cầu là các bạn thông báo cái lỗi là mật khẩu cũ không đúng. Đúng không? Đúng không các bạn? Rồi các bạn check nào. Đầu tiên là ta sẽ lấy lại mật khẩu cũ. String
string o sẽ gắn bằng o password chấm get text chấm to string, được chưa? Rồi if cái kia là gì? Cái này là quản trị DAO, ta phải khai báo quản trị DAO. DAO bằng QT DAO. Đấy, ở đây các bạn thêm cái quản trị là gì ạ? Quản trị DAO gắn bằng new. Quản trị DAO, đưa cái context vào là change password.dit. Ok. Rồi, ở đây các bạn nếu như là quản trị DAO chấm check old password, các bạn nhập cái old password vào. Nếu cái này là sai, không đúng, là ta để phủ định, được chưa? Nếu không đúng thì ta tót lên cái thông báo là tót. Tôi copy cái tót cho nó nhanh. Tót. Chưa, trên password. Ok. Cái này là trên password activity. Rồi. Cái này các bạn thông báo là mật khẩu cũ không đúng. Chưa? Mật khẩu cũ không đúng là thôi nghỉ luôn. Đúng không? Ok, còn ngược lại mật khẩu cũ đúng. Được chưa? Thì ta sẽ check mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu có bằng nhau không? Đúng không? Nếu mà giống nhau thì là đúng, đúng không? Đổi. If. Đây, ta sẽ lấy cái biến thứ hai là new password và repassword. New password. New password. À, đặt trùng nhau rồi trời. New password. Cái này tôi để là repassword. Repassword, ok. Rồi. If kiểm tra nào. Nếu như mà new password không bằng cái anh là repassword thì ta tót ra cái thông báo là cái gì ạ? Đây, mật khẩu nhập lại không giống mật khẩu mới. Đó, báo lỗi ngay. Còn ngược lại thì sao? Nó đúng rồi thì ta cập nhật dữ liệu nha các bạn. Đúng không? Nếu mà nó hợp lệ rồi thì ta đến cái phần cập nhật dữ liệu thôi. Đúng chưa? Vậy ta viết cái hàm update cho các bạn. Đúng không? Ta viết cái hàm update thôi. Đây. Public. Update là ta để void. Tôi để boolean luôn. Đây. Update mật khẩu đúng không? Update password. Đấy, đổi số tôi truyền vào cũng là một cái user. Đấy. Update thôi bình thường, return true. Đấy, update nào. Cũng là DB SQLite. DB sẽ gắn bằng helper.getVariableDatabase. Content value. Value sẽ gắn bằng new content value. Rồi, value.put password phẩy user.get password, cập nhật lại password của nó. Và
Interior row sẽ gắn bằng db.update. Database của ta là quản trị phẩy. Đối số thứ hai sẽ là cái value. Đối số thứ ba của ta sẽ là cái username. Ta cập nhật với cái username nào, đúng không? Ta cập nhật path thôi, ta đâu sửa username đâu. Nhưng với điều kiện username bằng cái gì đó. Username bằng chấm hỏi phẩy, đúng không? New string, đúng không? Cái này học thuộc luôn. Cái này ta để là đưa user.get username. Chưa? Hiểu không? Hiểu chỗ này không? If row mà nhỏ hơn hoặc bằng 0. À không, cái này tôi bữa trước chỉ các bạn rồi nhỉ. Return gì ạ? Row lớn hơn. À row lớn không. Tức là nếu như row lớn không thì nó sẽ return true. Còn nhỏ hơn bằng 0 nó sẽ return gì đấy ạ? Không, nó so sánh á, nó so sánh biểu thức á. Row lớn không nó biểu thức so sánh này, nó sẽ trả về true hoặc false. Thì nếu mà row mà trả về số 1 á thì nó có phải lớn không không? Nó trả về true không? Hiểu không? Còn row này bằng 0 á hoặc nhỏ hơn bằng 0 thì sao ạ? Nó so sánh biểu thức này, nó trả về là false. Đấy, nó rút gọn lại được câu lệnh thôi chứ không có gì hết. Đấy. Cái này cũng vậy nè. Cái này thay vì viết nó rút lại được xíu. Đó, thực ra cách viết trên và cách viết dưới giống nhau. Tôi rút lại có một dòng à. Rồi, ok, tiếp nha. Bây giờ bên update password nè, các bạn quay ra trên nè. Khi này ok rồi thì tôi sẽ gọi đến cái update password. If quản trị down chấm update password, tôi truyền vào cái user là new cái gì ạ, đưa username và password vào. Username là gì ạ? Username có phải là bằng là gì? Tôi lấy lại username nha các bạn, tôi lấy lại username ra đây nha. String username sẽ gắn bằng login activity chấm user chấm get username. Cái này ở đâu ra các bạn? Có phải ở biến user, ta biến toàn cục khi nãy ta gắn không? Ta gắn trước nó rồi. Ta dùng khắp nơi nha, tôi dùng được ở đây nè, tôi dùng được ở quản trị down nè, thấy không? Tôi cần lấy password thì tôi get password, tôi cần lấy username thì tôi sẽ get username. Tại vì biến này tôi lưu là biến toàn cục rồi. Ok chưa? Rồi nhìn nha. Tôi đưa vào cái username, tôi đưa vào cái password, new password vào. Ok. Rồi. Nếu cái này mà thành công thì các bạn báo là cập nhật thành công. Cập nhật thành công. Khi cập nhật thành công thì các bạn nhớ một điều nè, phải cập nhật lại cái biến user, cái password cho nó. Hiểu không ạ? Đấy. Đấy, phải cập nhật lại. Nếu không thì là chỗ này nó sẽ không hợp lệ, nó mâu thuẫn đấy. Tại vì mật khẩu, bây giờ mật khẩu mới của nó là mật khẩu khác rồi, hiểu không ạ? Cập nhật lại mật khẩu. Có hai cách nè. Đổi mật khẩu xong các bạn log out luôn, bắt đăng nhập lại. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai không bắt đăng nhập lại thì đổi lại cái biến này. Hiểu không? Nếu không nó sẽ bị mâu thuẫn. Ủa tôi đang vào password cũ, đúng không? Mà bây giờ này tôi phải khi đang đổi mật khẩu phải bắt tôi đăng nhập lại chứ. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Hoặc là không cần đăng nhập lại thì cái chỗ này phải biến này phải đổi, không là lỗi ạ. Biến này đổi không lỗi. Nếu các bạn nếu mà ok nhất
nếu thích á thì trong mắt nó đăng nhập lại, hiểu không? Cái nào cũng được, do logic của mình thôi. Vấn đề các bạn phải giải thích được cái điều đó, phải giải thích điều đó. Đấy, bây giờ tôi cập nhật lại nè. Set password, tôi sẽ gắn bằng cái new password của tôi. Đấy, tôi set lại password của tôi, thấy không ạ? Đó, xong. Còn ngược lại, nếu như cập nhật không thành công thì tốt ra thông báo là không thành công, thất bại. Cái này các bạn để cho cô là thất bại. Rồi bây giờ tôi test nha, chạy lại nè. Xong á. Đây, bây giờ tôi nhắc lại xíu nè. Tôi đầu tiên là tôi kiểm tra password cũ. Nếu password cũ không đúng thì tôi bảo lỗi ngay. Còn ngược lại password cũ mà là nó đã khớp rồi thì tôi xem kiểm tra hai cái loại hai password nó trùng nhau chưa. Password mới và nhập lại password nó trùng nhau chưa. Nếu mà không trùng thì bảo lỗi luôn. Nếu mà trùng thì tôi cập nhật mật khẩu. Đấy, cập nhật tôi truyền vào từng user nè, với new cái password nè, tôi cập nhật lại. Nếu cập nhật thành công thì nó phải set lại, lưu lại cái mật khẩu của tôi nè, mật khẩu mới nè. Cái này là lưu vào database. Update password này lưu database, còn đây là lưu vào cái biến mà tôi để lưu trữ, biến toàn cục ấy. Cái biến này tôi sử dụng xuyên suốt trong tất cả các file luôn. Còn nếu như cập nhật không thành công thì đương nhiên cái này không được cập nhật, nó báo thông báo lỗi. Được chưa? Hiểu không? Ok, chạy lại nha. Rồi lưu lại mật khẩu này để vậy luôn nha. Nhớ các bạn nhớ mật khẩu khi nãy là 123 ha. Bây giờ đổi mật khẩu nào. ABC nè. Đổi mật khẩu nè. Thấy mật khẩu cũ không đúng chưa? Ok chưa? Rồi tôi đổi lại 123 nè. 123 nè. Tôi nhập mật khẩu mới nè. Nhìn nha. 123456. Bây giờ tôi để cái này là 123. Đổi mật khẩu nè. Nó báo là mật khẩu nhập lại không giống mật khẩu kia đúng không? Rồi tôi thêm nè. 456 nè. Đổi mật khẩu nè. Thành công chưa? Rồi bây giờ nhìn nha. Tôi check lại mật khẩu cũ là tôi đổi lại lần nữa nè. Bây giờ tôi check lại mật khẩu cũ là sai ạ. Mật khẩu cũ bây giờ tôi là 12456, bây giờ cổ tôi là 123 nha. Check lại nè. Ôi văng rồi. Cái này nó bị văng kiểu này hoài. Không phải, open render. Nó văng kiểu nó bị lỗi cái thằng này luôn nè. Nó bị lỗi thằng này, không phải chương trình lỗi mà cái thằng máy ảo nó có vấn đề. Đấy. Bây giờ cô nhập lại cái này nha, các bạn xem cái này là đang 123 đúng không? Nhìn này, thất bại chưa? Mật khẩu mới của cô là gì ạ? 456 nè. Rồi đăng nhập nè. Được chưa? Đổi mật khẩu nè. Nhập lại 123 nè. Bảo lỗi chưa? Có hiểu không? Được chưa? À, đổi mật khẩu thành công xong ấy, các bạn có thể finish nó. Được chưa? Finish luôn. Đổi xong finish luôn. Được chưa? Đóng luôn, đổi xong các bạn đóng luôn. Ok. Đổi xong mật khẩu thành công thì đóng luôn. Được chưa? Rồi. Ok. Vậy là các bạn đã xong. Đấy, lưu lại mật khẩu nè. Ủa sao vắng? Tào lao. À, lại bị cái lỗi này ta. Bị hoài luôn. Bị cái lỗi này hoài luôn. Tào lao thiệt. Rồi nè, đổi mật khẩu nè. 123456 nè. 123 nè. 123 nè, tôi cập nhật đổi lại mật khẩu nè. Đó, nó đóng luôn. Đổi thành công là nó đóng luôn. Được chưa? Ok. Đăng xuất. Cái này đương nhiên giờ làm nhập nó lỗi, tại vì tôi đổi lại mật khẩu rồi. Được chưa? Rồi,
Đây là kết thúc cái phần này, phần cuối cùng của cái môn này. Được chưa?